Hyun Bin được khay ngày càng phong độ sau khi lấy vợ, body khiến fan girl xỉu ngang xỉu dọc. Hyun Bin bắt đầu diễn xuất từ những năm 2000. Khi đó, nam diễn viên từng phải chịu lép về trước nhiều đàn anh như Song Seung Hun, Jung u Sung. Tuy nhiên không lâu sau đó, Hyun Bin đã nhanh chóng vươn lên top sao hạng A của cây biz nhờ ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất tự nhiên. Sau khi kết hôn với Son Ye Jin, Hyun Bin có vẻ ngày càng phong độ. Mới đây loạt ảnh hậu trường mà đoàn phim tung ra đã chứng minh điều đó. Vì vào vai một đặc vụ nên hình ảnh của Hyun Bin phải bụi bặm nhất có thể. Việc để dâu cộng với thân hình khỏe khoắn, cường tráng của nam diễn viên trong phim đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, đặc biệt là các fan Đa số đều đồng ý rằng hình tượng này của Hyun Bin rất hợp với độ tuổi và sự trưởng thành của người đàn ông đã có gia đình. Hyun Bin, Son Ye Jin kết hôn đầu năm 2022 và nhận được vô số lời chúc phúc của người hâm mộ lẫn đồng nghiệp. Tháng 11 vừa rồi, Son Ye Jin đã hạ sinh bé trai đầu lòng. Tuy không thể bên cạnh vợ lúc lâm bồn vì lịch trình quay phim ở nước ngoài nhưng Hyun Bin đã sớm gác lại công việc và trở về Hàn Quốc cùng vợ và con trai. Nam tài tử chia sẻ bản thân rất tự hào nhưng cũng áp lực khi lần đầu làm cha.